Joe Biden là tổng thống của Hoa Kỳ. Với sức mạnh to lớn đi kèm với trách nhiệm lớn và nguy hiểm để bảo vệ tổng thống Mỹ, dù đó là Donald Trump, Barack Obama hay Joe Biden, cơ quan mật vụ phải bao quanh họ bằng một trong những chiếc xe kéo đắt tiền nhất thế giới. Đây là những bí mật bên trong đoàn xe của tổng thống Mỹ, được coi là đoàn xe phức tạp và đắt tiền nhất trên thế giới, khoảng 50 xe và hơn 100 nhân viên. Đoàn xe chở tổng thống của các bang thống nhất có một mục tiêu duy nhất là đảm bảo an toàn cho tổng thống. Ở trung tâm của đoàn xe là chiếc xe chở tổng thống được biết đến như một con quái vật, nhưng nó không giống một chiếc limo và hơn một chiếc xe tăng thoải mái. Chiếc xe của tổng thống còn được gọi là Cadillac, một chiếc xe được thiết kế để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào. Chiếc xe này có giá trị khoảng 1,5 triệu đô la và nặng gần 20.000 lbs, có trọng lượng tương đương một con khủng long bạo chúa Rex. Mỗi nhân viên mật vụ phải vượt qua khóa học lái xe kéo dài 5 ngày, và những người ngồi sau tay lái chiếc limo của tổng thống còn thực hiện khóa huấn luyện nâng cao hơn nữa. Cửa ra vào dày 8 inch thì cửa sổ sẽ ngăn chặn một viên đạn từ một Magnum, và sàn được chế tạo trên một chiếc giường xe tải đã được sửa đổi với tấm sàn giáp để bảo vệ khỏi liên kết, và lựu đạn nó thậm chí còn được niêm phong kín để ngăn chặn các cuộc tấn công sinh học với nguồn cung cấp oxy riêng trên tàu. Bạn sẽ tìm thấy lựu đạn hỗ trợ tên lửa, kính quang học nhìn đêm, súng bắn đạn hơi cay và súng ngắn, hoặc thậm chí cả hai người thân cận có cùng nhóm máu với tổng thống. Nhưng như chúng ta đều biết, không chỉ có một chiếc xe cho tổng thống di chuyển, mà sẽ có một đội xe thực hiện vai trò của họ khi tổng thống quá cảnh. Trên thực tế, chiếc xe tổng thống ngồi không phải là duy nhất, mà có ít nhất hai chiếc limo bọc thép giống hệt nhau. Trong đoàn xe cùng có một biển số đăng ký, có nghĩa là những kẻ tấn công cũng khó lòng biết được vị tổng thống sẽ ngồi trên chiếc xe nào. Hai chiếc limo này chỉ tạo nên một phần của đoàn xe được gọi là gói an toàn, mà các phương tiện trong gói an toàn được thiết kế để tách khỏi đoàn xe nếu một cuộc tấn công xảy ra. Vì cân nặng khủng nên, dù Jervis 2.0 được trang bị động cơ Diesel Amax 6.6 tăng áp cho công suất 300 mã lực, chiếc xe cũng chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 34 lít trên 100 km. Lý do chiếc limousine đặc biệt này dùng nhiên liệu diesel thay vì xăng như thường thấy, vì các chuyên gia thiết kế phân tích nhiên liệu diesel có khả năng bắt lửa kém hơn xăng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ khi xe bị tập kích. Ngoài ra, để kéo chiếc xe nặng 9 tấn, động cơ diesel cũng cho hiệu suất tốt hơn. Không chỉ đặc biệt ở lớp vỏ siêu cứng, bộ lốp của Jervis 2.0 dùng loại cửa lốp xe tải, gia cố bằng các bố thép và giáp Kevlar, đảm bảo xe có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao, ngay cả khi bị bắn thủng. Dù không công bố chi tiết bên trong, nhưng cũng giống như chiếc Jervis 1.0, thế hệ mới Jervis 2.0 sẽ vẫn có những thiết bị giúp người trong xe sinh tồn trong trường hợp bị tấn công bởi hỏa lực cầm tay hoặc vũ khí sinh học. Ngoài việc phòng thủ, khả năng tấn công của Jervis 2.0 cũng rất đáng nể, với các hộp lưu trữ súng tự động, súng phóng lựu dành cho mật vụ bảo vệ tổng thống để sẵn bên trong. Về cơ bản gồm 4 lớp phương tiện. Lớp thứ nhất là xe dẫn đường và xe hoa tiêu rút ca và pilot ca. Đội này sẽ có nhiệm vụ chạy trước đội xe mô tô S của tổng thống để kiểm tra đường đi và dẫn đường cho các xe khác, đồng thời cũng để cung cấp thông tin tình báo cho toàn bộ đoàn xe. Lớp thứ hai là đội mô tô khủng của cảnh sát và các xe ô tô tuần tra trong đoàn xe của tổng thống Mỹ làm nhiệm vụ dọn đường. Các phương tiện này được triển khai phía trước, dọn đường đảm bảo tốc độ di chuyển của đoàn xe được diễn ra liên tục, không bị ngắt quãng. Lớp thứ ba là xe dẫn đoàn lead car. Hoạt động dẫn đường có thể do mật vụ thực hiện hoặc một xe cảnh sát của địa phương, hay bất cứ phương tiện nào mà mật vụ Mỹ chọn lựa kỹ lưỡng. Cuối cùng là xe limousine chở tổng thống. Mẫu xe này thường di chuyển ở vị trí trung tâm của đoàn xe bảo vệ. Quái thú Jervis nổi tiếng này là chiếc Cadillac hạng nặng, thiết kế siêu sang và có khả năng chống đạn cũng như nhiều trang bị để ứng phó trong những tình huống khẩn cấp. Cùng với dàn xe chính, đoàn tháp tùng tổng thống Mỹ còn có các phương tiện hỗ trợ khác, bao gồm cả trực thăng khi cần thiết. Đội xe hộ tống này bao gồm cả các mẫu được đóng theo đơn đặt hàng và đôi khi có cả các phương tiện được thuê. Riêng xe ô tô limousine dành cho tổng thống có khoảng 16 đến 20 chiếc. Tất cả đã được các chuyên gia của cơ quan mật vụ Mỹ nghiên cứu, vì họ biết cách làm thế nào để tối ưu hóa khả năng các phương tiện đảm bảo chống lại các điểm yếu và điểm mạnh của kẻ thù tiềm năng. Tất cả những công nghệ được sử dụng để bảo vệ tổng thống đều tuyệt vời. Đoàn xe tổng thống vừa là đoàn xe an toàn nhất, vừa có vẻ là rủi ro nhất trên hành tinh.
đội xe chạy nước kiểu này về cơ bản là một nhà trắng bọc thép lăn bánh, hoàn chỉnh với lực lượng phản ứng dự phòng, văn phòng thông tin liên lạc, đoàn báo chí và các cơ sở y tế của riêng mình.